Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào lúc 17:30 để đến với chuyên mục bản tin trên kênh Huấn luyện viên Anh Quân News. Bóng đá châu Âu giữa tuần đã kết thúc và giờ là lúc để các đội chuẩn bị cho loạt trận quốc nội diễn ra vào cuối tuần này. Những thông tin nóng hổi và cập nhật sẽ được tôi gửi tới các bạn ngay bây giờ. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ cùng đến ngay với mục tiêu điểm của bản tin tối nay. Rabranic sẽ không thể tới Anh kịp để chỉ đạo trận Chelsea. Antonio Conte chỉ trích thậm thệ học trò sau thất bại khó nuốt. AC Milan trói chân thuyền trưởng sau quãng thời gian thăng hoa. Sterling ghi bàn trở lại khiến Man City lập tức dọn lại hợp đồng để gia hạn. Ngày hôm qua, rất nhiều tờ báo tại Anh đồng loạt đưa tin ông Rabranic sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng tại Man United với tư cách huấn luyện viên tạm quyền tại đội bóng. Chiến lược gia người Đức từng nổi tiếng với công giúp RB Leipzig thăng 5 hạng chỉ trong 7 năm. Và được coi là thầy của những vị huấn luyện viên tài năng lúc này tại Anh như Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel. Tuy vậy, các cổ động viên của Quỷ Đỏ sẽ phải chờ đợi sự xuất hiện của Rangnick thêm một thời gian nữa. Ông đang nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng tại Spartak Moscow và chưa thể xin giấy phép lao động kịp thời cho trận đại chiến cuối tuần này gặp Chelsea. Marcus Carrick vẫn sẽ là người ngồi trên băng ghế huấn luyện trong cuộc tiếp đón những nhà đương kim vô địch châu Âu. Tại lượt trận Conference League vừa qua, Tottenham gây thất vọng lớn khi thất thủ 1-2 trên sân đội bóng vô danh Mura. Đây là cái tát rất đau và niềm kiêu hãnh của gà trống và đẩy họ vào nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Sau trận đấu, thuyền trưởng Conte không giấu nổi sự tức giận. Một thất bại khó chấp nhận, một màn trình diễn nghèo nàn, một khoảnh khắc khó khăn. Chúng tôi đang không chỉ yếu ở kỹ chiến thuật mà còn cả về tâm lý. Sẽ mất thời gian để đưa Tottenham trở lại hình ảnh vốn có. Những lời phát biểu của Conte cũng nói lên khởi đầu chật vật của ông cùng đội bóng mới. Chiến lược gia người Italia chỉ mới có 2 chiến thắng sau 4 trận đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm. Sau thời gian đàm phán khá dài, AC Milan đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Stefano Pioli. Nhà cầm quân người Ý sẽ ở lại sân San Siro đến hết năm 2023, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Đây là thông tin rất vui với người hâm mộ Rossoneri bởi Pioli đã luôn thể hiện được năng lực kể từ khi được bổ nhiệm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên 56 tuổi, AC Milan thi đấu cực kỳ thăng hoa mùa này. Sắc đỏ đen mới chỉ nhận một thất bại tại Serie A và đang bằng điểm với đội đầu bảng Napoli. Tại Champions League, Rossoneri cũng vừa thắp sáng hy vọng đi tiếp sau chiến thắng ngay trên sân của Atletico Madrid. Trong sự nghiệp của mình, huấn luyện viên Pioli đã kinh qua đến 13 đội bóng khác nhau ở nước Ý. Ông được xem là cái tên phù hợp cho kế hoạch trở lại đỉnh cao của Milan. Hiện Pioli vẫn đang làm rất tốt công việc tại San Siro và hứa hẹn sẽ còn giúp Milan gặt hái thêm những thành công. Lễ trao giải quả bóng vàng 2021 do tạp chí France Football tổ chức chỉ còn cách chúng ta vài ngày nữa mà thôi, và chủ nhân của nó vẫn đang là một trong những vấn đề được bàn tán sôi nổi nhất lúc này. Lewandowski chắc chắn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này với phong độ hủy diệt trong năm 2021, và chủ tịch của Bayern, ông Herbert Heiner, đã lên tiếng động viên Lewandowski trước khi buổi công bố diễn ra. Bayern Munich là một trong những câu lạc bộ luôn gắn liền với những danh hiệu và tất cả mọi người tại đội bóng đều mong chờ đến tối thứ hai, thời điểm mà giải thưởng quả bóng vàng được công bố. Anh ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất và sẽ luôn có được sự ủng hộ của câu lạc bộ Bayern Munich. Barca tự đẩy mình vào thế khó tại Champions League sau trận hòa không đều trước Benfica. Họ phải giành 3 điểm ngay tại Allianz Arena nếu không muốn phải xuống trời ở Europa League mùa giải này. Dẫu vậy, chủ tịch Juan Laporta vẫn lạc quan về khả năng đi tiếp của Blaugrana. Đánh bại Bayern Munich là điều hoàn toàn khả thi, sẽ là một điều kỳ diệu. Tôi tin rằng Barcelona sẽ giành chiến thắng, Xavi có động lực rất lớn và mạnh mẽ. Sau khi cậu ấy trở lại, chúng tôi nhận được nhiều sự tôn trọng từ các đối thủ. Họ biết rằng chúng tôi có thể trở lại với vị thế như trước. Huấn luyện viên Xavi những ngày vừa qua cũng đã lên dây cót tinh thần với toàn đội. Tuy vậy, Barca phải cần tới một phép màu mới có thể nghĩ về tấm vé vào vòng knockout. Một tháng trở lại đây, Sterling từng làm náo loạn truyền thông Anh với những tuyên bố mong muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Sự góp mặt của Jack Grealish khiến tiền đạo mang số 7 phải làm bạn dần với băng ghế dự bị. Thế nhưng phong độ ghi bàn ổn định thời gian gần đây của Sterling khiến huấn luyện viên Pep Guardiola và các thành viên trong ban lãnh đạo không thể nào hài lòng hơn. Tờ tên Le Club đưa tin Man City đang gấp rút tái khởi động quá trình thương thảo hợp đồng với Sterling. Hợp đồng của tiền đạo này chỉ còn thời hạn tới năm 2023 và rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu đang nhòm ngó, nổi bật hơn cả là Barcelona. Thế nhưng đội bóng chủ sân Etihad sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị cho Sterling trong tương lai. Họ muốn làm mọi cách để giữ chân một cầu thủ quan trọng như Sterling. Các giải bóng đá châu Âu mới diễn ra được 1/3 chặng đường, thế nhưng ở Argentina thì đất nước này đã tìm được tân vương của giải vô địch quốc gia. Câu lạc bộ River Plate là đội bóng được xướng tên sau chiến thắng vào rạng sáng nay. Họ giành chức vô địch giải đấu quốc nội sớm 3 vòng đấu và phá vỡ sự thống trị của Boca Juniors. Công lớn cho chiến tích này phải kể tới huấn luyện viên Marcelo Gallardo, huấn luyện viên người Argentina giúp đội bóng có chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2014.
Đáng chú ý khi Barcelona từng coi Gallardo là một trong ba huấn luyện viên tiềm năng để thay thế Ronald Koeman trong quá khứ, cùng với Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ và Xavi, người được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng tại đội bóng chủ sân Catalan. Đại gia mới nổi Newcastle tiếp tục bổ sung thêm mục tiêu vào danh sách chuyển nhượng, lần này là Oleksandr Zinchenko, cầu thủ đa năng của Man City. Tờ Daily Mail cho biết Trích Tròe sẽ gửi lời đề nghị cho cầu thủ 24 tuổi vào phiên chợ đông tới. Newcastle xem Zinchenko là cái tên quan trọng cho chiến lược trụ hạng mùa này. Hiện đội bóng vùng Đông Bắc đang xếp chót bảng và chưa giành được chiến thắng nào tại Premier League kể từ đầu mùa. Zinchenko đang bị thất sủng tại Etihad chỉ với 56 phút ra sân tại giải Ngoại hạng Anh năm nay. Việc Cancelo thi đấu quá hay khiến cầu thủ người Ukraine không có cơ hội ra sân. Phương án gia nhập Newcastle là đáng để Zinchenko cân nhắc nhằm cải thiện sự nghiệp. Chuyển đến Chelsea với rất nhiều kỳ vọng nhưng Christian Pulisic đang đứng trước viễn cảnh sẽ ra đi ngay năm nay. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang sở hữu dàn nhân lực tấn công chật chội nên cũng không quá mặn mà trong việc giữ chân ngôi sao người Mỹ. Việc dính Covid khiến Pulisic chưa cống hiến được nhiều ở mùa này nhưng Chelsea vẫn đang vận hành tốt. Một số đội bóng lớn đã bắn tín hiệu đến cựu cầu thủ Dortmund. The Blue chào giá khoảng hơn 40 triệu bảng cho tuyển thủ Mỹ, con số rẻ hơn so với khi đưa anh về vào năm 2019. Thực chất Pulisic thi đấu không hề tệ suốt hơn 2 mùa vừa qua. Anh có 19 bàn và 14 kiến tạo trong 83 lần ra sân cho The Blue. Hiện Barca là một trong những đội bóng theo sát vụ này. Man United là cái tên mới nhất có được chữ ký của tiền đạo Dusan Vlahovic. Quỷ đỏ dự kiến sẵn sàng chi số tiền khủng để đổi lấy sự phục vụ về lâu về dài của cầu thủ năm nay mới 21 tuổi. Man City, Juventus và Arsenal cũng là những đội bóng có mặt trong cuộc đua. Tiền đạo người Serbia nổi lên trong 2 mùa trở lại đây tại Serie A, anh luôn đảm bảo hiệu suất làm bàn ổn định cho Fiorentina, cũng như phát triển rất đều về thể hình lẫn kỹ thuật. Tổng cộng anh đã có 41 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 98 lần ra sân cho sắc tím Florence. Trước đó, người đại diện Vlahovic cũng đã ngấm ngầm thừa nhận có thỏa thuận với một đội bóng lớn, cầu thủ này dự kiến sẽ ra đi vào mùa hè tới. Fiorentina hét giá lên tới hơn 60 triệu euro cho viên ngọc quý của họ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý, ông Gabriele Gravina tuyên bố đang làm việc để hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 3 cầu thủ Brazil. Đây là điều kiện bắt buộc để những cái tên này có thể cống hiến cho đội tuyển Italia. Theo báo giới nước này, đó là João Pedro, Luis Felipe và Roger Ibanez. Trong số này, vị trí của Pedro là dễ hiểu bởi Italia đang rất khát tiền đạo. Chân sút 29 tuổi đã ghi đến 81 bàn cho Cagliari sau gần 7 mùa giải. Còn lại, Luis Felipe và Roger Ibanez đều là những trung vệ. Đây có được xem là sự chuẩn bị cho sự thoái lui của cặp cận vệ Bonucci và Chiellini. Cả ba cái tên kể trên đều đang chơi tại Serie A và có lối chơi phù hợp với bóng đá Italia. Đây không phải là trường hợp quá hiếm gặp tại đất nước hình chiếc ủng. Thành phần đội tuyển Italia vô địch Euro 2020 vừa qua cũng có những cá nhân tương tự là Jorginho, Emerson hay là Toloi. Nhiều khả năng huấn luyện viên Mancini sẽ triệu tập những gương mặt mới cho chiến dịch Playoff World Cup sắp tới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin tối trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có buổi tối hạnh phúc bên gia đình và người thân.